Toàn thể quý anh chị em đã trở lại kênh của tổng khóa móc Sinovatec. Trước mắt toàn thể quý anh chị em đó chính là dòng sàn 14m3 thương hiệu Sinovatec. Đây là dòng sàn sắc nặng để cho quý anh chị em chạy những mặt hàng cực kỳ nặng quý em nhé. Dòng sàn này sắc 9 tấn thì tải trọng của nó sẽ rơi khoảng 30 tấn. Thì 10% nữa chúng ta có khoảng 33 tấn hàng. Đối với dòng sàn này thì rất phù hợp cho quý anh chị em thích tâm cầu ngắn. Tâm cầu của nó là tâm cầu 8m2. Tâm cầu 8m2 thì chúng ta có thể cua vào những cái kho hàng hẹp rất là dễ, cung đường hẹp cũng rất là dễ, và nhất là quý anh chị em hay chạy đường đèo, đường đồi, và quý anh chị em hay trả hàng ở những kho hàng nhỏ hẹp thì đây là dòng sàn lý tưởng để cho quý anh chị em có thể tham khảo. Chúng ta một vài thông số kỹ thuật cơ bản của nó thì tổng phù bì của nó dài 14m3, rộng 2m5 và cao 1m56. Đây là một chiều cao tương đối là bình thường đối với một dòng móc sàn. Dòng sàn này thì nó sẽ có biên sàn 18, biên sàn 18, 18 phân nhé quý anh em nhé. Ở trên mặt sàn là mặt sàn tôn nhám 3,5 ly. Đó, chúng ta có thể thấy. Đối với dòng sàn này thì nếu mà gác công lên thì chúng ta có thể gác lên công khoảng 48 feet. Và có thể chạy những loại công 20, 40, 45, 48 feet quý anh em nhé. Đối với dòng sàn này. Một vài cấu hình cơ bản của nó cũng tương đối là dày dặn, chúng ta có thể quan sát đây. Sắt xi nằm ngang ở dưới dày bộ 2 phân, nằm ngang ở trên dày 2 phân. Đó, chúng ta vẫn nhìn thấy này. Nhà máy đóng và thiết kế nó vẫn sẽ để cho quý anh chị em độ hở, một độ hở nhất định. Đối với một dòng sàn sắc nặng thì rõ ràng cái độ hở nó sẽ lớn hơn một chút, bởi vì là chúng ta chở hàng hóa tương đối nặng. Chính vì vậy chúng ta cần cái độ đàn hồi cũng như là độ giãn nở của vật liệu thì nhà máy đã thiết kế, nghiên cứu và thiết kế cho quý anh chị em một sản phẩm nó hoàn thiện để cho quý anh chị em chạy những mặt hàng phù hợp. Đây, ở dưới có một bản sassi tắt chống võng dày 4 ly kéo từ đầu móc đến chân trống. Và con này thì nó sẽ thiết kế đến 4 cổ tăng cứng quý anh em nhá. Chính vì vậy cái cổ của nó sẽ là cái cổ chống vặn rất là tốt và chịu tải rất là tốt đối với dòng sinh hông này. Thiết kế của nó là thiết kế đà dầm U với dọc những cái đà dầm như này, nó sẽ có khoảng cách khoảng 40 phân 1 đà quý anh em nhá. Cổ nó sẽ là cổ lồng hai lớp với lớp lồng này dày khoảng 8 ly nhá quý anh em nhá. Chân trống thì là chân trống Fuqua 28 tấn chính hãng rồi. Chân trống 80 tấn đấy ạ. Chân trống này là chân trống đôi, nghĩa là quay một được hai. Nếu mà quý anh chị em thích đổi sang chân trống đơn thì bọn em sẽ đổi cho quý anh chị em nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một chân trống chờ nữa. Đối với quý anh chị em nào mà cần chạy hàng rất nặng thì quý anh chị em có thể đầu tư thêm một đôi chân trống nữa để lắp vào đây. Đó, ở đây thì chúng ta là có một cái tét nước này. Tét nước nhỏ nhỏ thôi để chúng quý anh chị em rửa tay nhá. Cái tét nước là bằng nhôm, rất là đẹp mắt. Bản sassi đứng của nó, bản dày 50 phân. Rộng, xin lỗi quý anh chị em, rộng 50 phân, dày 1 phân. Đó. Nằm ngang vẫn 2 phân và ở dưới vẫn 2 phân. Đó, rất là dày. Dưới vẫn là 2 phân nhá. Chúng ta nhìn cái thiết kế đà dầm U của nó này. Rất là chắc. Rất là chắc nhá. Cái nan, các nan sàn nó này. Đó, đóng rất là chắc. Hai lá lốp dự phòng và một quả lốp dự phòng. Thùng đồ của sinh hông cũng thế, bao giờ cũng thế, nó rất là to. Thùng đồ này thì quý chị em rất là thích này, thùng đồ rất là to của sinh hông. Lốp thì là lốp có xăm loại 24 thép, chịu tải rất là tốt, 1200R20. Apple Bank là Apple Bank loại 9, ác lớn. Quý chị em thấy quần xa này, ác lớn. Một chút về cầu trục nhé. Trục của nó sẽ là trục Fuqua. Trục này là trục 16 tấn. Trục loại khủng khiếp nhất hiện tại của bên Batech bọn em. Lá nhíp thì là bản 10 lá với mỗi lá dày 1/6, 4 lá mặt rộng 9 phân. Đó, chúng ta nhìn này. Rất là dày. Bản một phanh 22 cm, tổng phanh loại lớn, tổng phanh thiết kế loại lớn. Các dây tio bằng cao su bọc lớp lò xo để đảm bảo an toàn cho kim xem. Độ bền. Nó bản nó phanh 22 này, tổng phanh lớn, chia hơi rất nhanh, lốc kê loại to. Đây, chúng ta có thể quan sát này. Thì nó sẽ giúp cho quý anh chị em, nhất là quý anh chị em chạy hàng nặng thì rất cần đến hệ thống phanh an toàn. Chính vì vậy bọn em đã thiết kế cho cái hệ thống phanh của này cực là ổn định và chắc chắn. Chúng ta nhìn cái hệ thống lốc kê nó này, rất khủng khiếp. Còn đây là phía bên trong của bản sassi đứng.
Thì ngay ở chỗ chân trống này chúng ta có một lớp tắp lồng dài khoảng đâu đó khoảng 60 phân, kéo đến đây này, kéo đến chân trống thứ hai này. Đó, lớp tắp lồng này dày khoảng 8 ly, 6 ly quý em nhé. Đây, còn bên trong nó này, chúng ta có thể quan sát rất là dày dặn. Đó, ở bên kia nó sẽ có một lớp tắp lồng dày khoảng 6 ly nữa, nhưng mà lớp này nó sẽ kéo dài khoảng 2 mét. Đây, bên trong có thể quan sát này, quan sát kỹ một chút. Nó lớp tắp lồng này dài khoảng 2 mét, nằm ở giữa bản chassis đứng thì nó sẽ giúp cho bản chassis đứng này cực kỳ dày dặn và chắc chắn quý em nhé. Đó. Vâng, và vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá qua dòng móc sàn 14.3, hay còn gọi là dòng sàn 45 feet. Đây là dòng sàn để cho quý anh chị em chạy nặng và thích đi vào những hay đi vào những cung đường nhỏ hẹp, hoặc là cần dòng sàn nó ngắn ngắn một chút, thì đây là một trong những dòng sàn lý tưởng để cho quý anh chị em tham khảo. Với giá thành đang rất rẻ của dòng sàn này thì quý anh chị em hãy liên hệ ngay với số em tuân trên màn hình quý anh chị em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị em tại video sau.